giữa lòng thành phố Bắc Kinh sầm uất tồn tại một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, ghi dấu ký ức vàng son của lịch sử Trung Hoa. Đó là Tự Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung, nơi mà hơn 24 vị hoàng đế nhà Minh và Thanh đã ngự trị. Các kiến trúc quan trọng của Cố Cung đều nằm trên trục Nam Bắc, hai bên là các kiến trúc bộ đối xứng nhau, tất cả được chia làm hai khu, ngoại triều và nội triều. Ngoại triều là nơi cử hành các đại lễ, chủ yếu bao gồm quần thể kiến trúc tiền Tam Điện với ba điện lớn Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa nằm trên trục chính Nam Bắc và bốn nhóm kiến trúc giáp ngoài đối xứng với nhau. Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất của Tự Cấm Thành, toàn bộ mái lợp bằng ngói lưu ly màu vàng. Trang trí ở Điện Thái Hòa phần lớn là hoa văn hình rồng, biểu tượng của đất nước Trung Hoa. Bệ rồng là một ngai vàng đặt trên bột gỗ, đằng sau là chiếc bình phong bảy cánh. Nếu Điện Thái Hòa là trung tâm của Tự Cấm Thành, thì bệ rồng được xem là trung tâm của triều chính. Nơi đây hoàng đế ngự nghe các triều thần trình tấu và phán quyết vận mệnh của thần dân. Ngoại triều cũng là nơi cử hành lễ đăng quang của hoàng đế, sinh nhật và hôn lễ. Khu vực phía Bắc là nơi bậc đế vương sống, nghỉ ngơi, và mỗi sáng ngài lại khoác vào người tấm ngự bào lấp lánh, biểu trưng cho chân mệnh thiên tử. Băng qua một khoảng sân rộng để tiến vào nội triều, nơi chỉ có hoàng đế và hoàng thân quốc thích mới được vào. Nơi đây có những con sư tử đá canh gác, biểu trưng cho sức mạnh dũng mãnh, làm tôn thêm vẻ uy nghiêm của kiến trúc và quyền lực thiên triều. Cung Càn Thanh là cung lớn nhất ở phía sau Tự Cấm Thành, nơi ở của nhà vua và hoàng hậu. Ở đây còn là nơi vua tiếp kiến các đại thần, giải quyết công việc triều chính. Được xây dựng trên một khu đất rộng hình chữ nhật, diện tích khoảng 720.000 m² với gần 10.000 căn phòng, Cố Cung gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Uy nghi huyền bí, mang vẻ đẹp hài hòa, đăng đối hữu tình. Ngày nay Tự Cấm Thành là viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới, cất giữ các báu vật nghệ thuật quan trọng nhất của người Trung Hoa. Năm 1987, UNESCO công nhận Tự Cấm Thành là di sản văn hóa thế giới.